Imanchatiwasangsamatewaapirakitonsamatiyami. Con xin thọ chỉ bát quan trai giới chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho trong sạch chỗ ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vĩ lai. Ima ni atitika pada nisa tukang kato apamade na ni cakalang samar tapang chư thiện tính sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo thì cố gắng vân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ma phan tê dạ xin vâng. Sile na sukatin yan ti sile na pho ke sambata sile na ne putin yan ti tasma silam viso thaye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy chư thiện tính thì cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rùm, con xin được thành kính tri ân lại Đức Tuệ Đức Đó Từ Bi Hoan Nghị, thay mặt cho Đại Đức Tăng để truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán đức tam bảo, tụng kinh, sám hối và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sẵn Khà Giá. Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh, sám hối và thọ trì quy giới, dạ bác xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn Minh Quá Thanh á. Dạ cảm ơn Minh, cảm ơn Chích Trạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Còn thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Còn thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Chích Trạng Đạo. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Buông Bỏ, kính chào Quỳnh Quách Thanh Lá, mến chào Sức Trần Đạo, mến kính chào Maha Ra Chá, kính chào Chanh Lá Ra, mến chào Thăng Lạc, mến chào Sức Trần Đông, kính chào Hiểu Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào Ai Kêu Em Đó, mến chào Cẩm Vân, dạ cảm ơn Châu Phan, mến chào Học Giáo Pháp, mến chào Quang Thanh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Bình kính chào đạo tràng và cảm ơn chân Châu Phan. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quách Thanh Lá đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì bát quan trai giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng nghe được thính pháp. Nam mô Bích Tha dạ. Hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn và điều hợp chương trình ông bài ngày hôm nay, câu pháp cú kinh số 90 đến câu 92. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta
được Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi ta mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn tròn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cho chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 90 đến câu 92. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, con kính lễ chư tăng, mến chào toàn thể quý vị có mặt diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Hôm nay là ngày Chủ Nhật Tây tháng 1 năm 2022. Thì lời đầu tiên thì trước thềm năm mới, hôm nay ngày hai Tây cũng là ngày đầu năm. Trong những ngày đầu năm thì cũng xin được kính chúc sức khỏe chư tăng và toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta vẫn tiếp tục buổi sinh hoạt cuối tuần ôn tập Kinh Pháp Cú với ba câu số 90, số 91 và số 92. Và ba câu Pháp Cú trong A Lát. Và bây giờ thì quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami.
Dạ, một lần nữa con kính lễ chư tăng, thường đoàn minh đại đức tuệ đức cùng mến chào toàn thể quý vị tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ sinh hoạt ôn tập cuối tuần với ba câu kệ ngôn của phẩm A-la-hán, câu 90, câu số 91 và câu số 92. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ ôn một lượt qua ba câu kệ ngôn pháp cú này, cũng như là ôn tập thể. Sau đó thì sẽ xin mời quý vị chúng ta cùng nhau chọn cho mình một câu và một cái duyên sự tương ứng với lại cái câu kệ ngôn pháp cú đó. Dạ, bây giờ thì xin phép được bắt đầu ạ. Câu 90. Gata thino vi so kasa vipa mutasa sapati sapagantam bahinasa barila ho na vichati. Gata thino vi so kasa vipa mutasa sapati sapagantam bahinasa barilaho na vichati. Đích đã đến không, đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Câu số 91. Vi yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hang sa wa ban la lang hi toa o ka mo kang cha han ti te. Vi yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hang sa wa ban la lang hi toa o ka mo kang cha an ti te. Từ sắc tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Từ sắc tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Câu số 92. Ye sang san ni cha na thi ye pa rin nya ta po cha na sun nya to animito cha vi mau kho ye sang go cha ro akase wa su kun ta nang gati te sang duranaya. Ye sang sani cha yo na thi yo ye parinya ta po cha na sunya to animito cha vi mau kho ye sang go cha ro akase wa sukun tanang gati te sang duranaya. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính thưa quý vị, thì vừa rồi thì chúng ta
vừa ôn tập một lượt ba câu kệ ngôn pháp cú số 90, số 91 và số 92. Và đây là những câu pháp cú đầu tiên trong phẩm A-la-hán, A-ra-ham-ta-quốc-cá. Và cũng xin được nhắc lại, khi mà chúng ta bước qua học cái phẩm mới ở trong kinh pháp cú, thật ra thì những câu kinh pháp cú này được tổng kết lại sau 45 năm hoằng pháp. Trong những kỳ kết tập tâm tạng thì các ngài thánh tăng đã tổng kết lại và lập thành những nhóm có tính chất giống nhau, gần như nhau, để cho dễ cái việc thống kê, cũng như là kinh pháp cú là những cái lời sách tấn súc tích ngắn gọn mà có thể ứng dụng cho nhiều cái tình huống khác nhau. Và hôm nay thì chúng ta đã học đến phẩm thứ 7, phẩm A-la-hán. Thưa quý vị rằng A-la-hán, A-ra-ham-ta là vị vô lậu, không còn phiền não, là vị vô học, bậc đạo quả cao nhất trong tứ quả, trong bốn quả: Tu Đầu Hoàn, Tư Đà Hàm, A Đà Hàm và A La Hán. Cho nên khi mà chúng ta học đến phẩm kệ ngôn, được tổng kết là những câu kệ ngôn liên quan đến A La Hán, liên quan đến những phẩm hạnh, những cái tính chất, những cái cách ứng xử của những vị A-la-hán mà Đức Phật Ngài đề cập đến, thì thông qua những cái bài giảng mà chúng ta đã được nghe, mà bây giờ thì chúng ta có dịp để mà nhắc lại, đọc lại cũng như là chiêm nghiệm lại. Hy vọng rằng trong những cái bài giảng và những cái lúc mà chúng ta ôn tập lại đó, thì chúng ta sẽ một lần nào đó chiêm nghiệm lại, rút cho mình một cái bài học. Và đó là một cái bài học kinh nghiệm từ bản thân mình, chứ không phải là một cái lời giải thích qua cái lý thuyết, qua cái sự hiểu biết, mà là sự trải nghiệm của chính bản thân mình. Thì lúc đó cái kinh nghiệm đó rất là quý giá. Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta bắt đầu cho việc ôn tập, chọn cho mình một trong ba câu 90, 91 và 92. Chúng ta sẽ ôn đọc lại bản Pali, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là ngâm kệ, và đồng thời đọc thêm để nhắc lại cái duyên sự, cái nguyên nhân dẫn đến có cái câu kệ ngôn pháp cú mà Đức Phật Ngài thuyết. Bây giờ thì xin kính mời quý vị chúng ta cùng ôn tập ạ. Dạ, xin mời vị đầu tiên, cô Rạng Đông. Dạ, xin mời cô Rạng Đông nha. Xà thú, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc câu kệ số 90. Cá táp thi nô quý sô cá xá viết ba muốt táp xá sắp ba thí sắp ba gần thấp ba hì nát xá ba ri là hồ na quýt cha tí cá táp thi nô quý sô cá xá viết ba muốt táp xá sắp ba thí sắp ba gần thấp ba hì nát xá ba ri là hồ na quýt cha tí đích đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng,
vị ấy không nhiệt não. Đức đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng. Vị ấy không nhiệt não. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Sau đây con xin đọc duyên sự tóm tắt. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa Đề Quá Đát Tá mưu toan sát hại Đức Phật bằng cách xô một tảng đá to từ trên đồi cao xuống. Lúc Đức Phật đi ngang qua, mai thai tảng đá va nhầm một tảng khác, bể tách ra và một mảnh nhỏ chạm vào chân Đức Phật, làm Ngài bị thương. Vị lương y Chi Quá Cá điều trị băng bó vết thương cho Đức Phật tại vườn xoài của ông rồi ra đi. Sáng hôm sau, ông Chi Quá Cá đến hỏi thăm sức khỏe của Ngài, có bị vết thương cho khó chịu hay không. Chừng ấy, Ngài mới giải thích thái độ tinh thần của người thoát tục. Đối với bậc lậu tận, khi bị ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài, nhất là sự lạnh, sự nóng, thì chỉ làm cho thân khó chịu sanh lên mà thôi, nhưng sẽ không làm cho tâm của vị ấy khó chịu. Dạ, thưa chấm dứt. À, kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn Sít Cần Đắc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý phụ nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn câu số 91. Vi un chan tí xá tí măng tô ná ní kê tê rá măng tí tê ham sa quá pát lá lăng hí to ô cá mô căng chá ham tí tê. Vi un chan tí xá tí măng tô ná ní kê tê rá măng tí tê ham sa quá bát lá lăng hí to ô cá mô căng chá ham tí tê. Tự sắc tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tự sắc tấn, tự sắp tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trong một lần chuẩn bị vân vu giáo hóa nơi khác, Đức Phật đã chỉ định Ngài Mahakassapa trụ lại quê lúa quá ná tức Trúc Lâm để hướng dẫn cho tăng tục tại thành Rá Chá Giá Há. Vài vị tăng sĩ hiểu lầm phẩm hạnh của Ngài Má Há Cáp Xá Pá, cho rằng Ngài còn liên tiếp những thí chủ và họ hàng thân thuộc. Nghe vậy, Đức Phật giải thích rằng Mahakassapa đã cắt đứt mọi quyến luyến trong tứ vật dụng họ hàng hoặc chùa am tịnh thất. Ví như con thiên nga sau khi đáp xuống một ao hồ kiếm ăn no đủ rồi bay đi, không có một chút gì luyến tiếc, nó bỏ lại tất cả chỗ ấy mà bay lên không trung, ra đi thảnh thơi vui thú. Dạ, công nhân đã đọc bài xong, mến mời bằng tay của Sĩ Quang Thanh.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 92. Ye sang san ni cha ro na thi re ba rình nhà ta phổ cha na sun nha to animit to cha quy mốc khổ re sang go cha ro a ca se wa sa kun ta nang ga ti te sang du rat du ran na ya ye sang san ni cha ro na ti re ba rình nhà ta phổ cha na sun sun nha to animit to cha quy mốc khổ re thành go cha ro a ca se wa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu chi, tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Và con xin đọc, con cảm ơn chú Bát Thân Á đã bót bài, và con cảm ơn cô Dạng Đông đã bót phần tiên sự. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngụ tại Chê Tá Quá Ná, Kỳ Viên Tự đề cập đến một vị tỳ kheo tên là Bê Lát Thá Si Xá. Vị này thường cất vật thực dư để dùng về sau. Đức Phật khuyên thầy không nên làm như vậy và giải thích thêm tác phong trơn tránh của một vị tỳ khưu thuần thành là vị đã thoát ra khỏi mọi dính mắc ràng buộc của thế gian. Đối với các vị ba cõi Tá Rô, Phá Hoa, bốn loài Chá Tát, Sô, Yô Ni Rô, năm đường luân hồi Banh Chá Gá Ti Rô, bảy nơi nhàn cảnh Sát Ta Quỳnh Nhà Na Ti Rô, chín cõi tịnh cư Ná Quá Sát, Tá Hoa Xá, tất cả là năm đường lối tái sanh. Bành cha su cốt thà xê su, các vị đã vượt qua lộ trình và các vị đi không thể biết được, cũng không bày vẽ cho ai biết được, tựa như đường bay của những con chim ở trên không trung vậy. Dạ, con đã đọc bài và đọc tiên sự xong. Con kính cảm ơn chú Bát Thân Á và cô Nhật Quỳnh đã cô Dạng Đông đã bắt bài ạ. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tâm Ma Giá, Nam Mô Sao Tha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa ở Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư công đức tăng, kính lễ với cô chú nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin kể câu kinh pháp cú số 92 ạ. Về sang xa ni chà vô nam chi về ba yên nha ta bố cha na sư nhà tô a ni tô cha quý mô khô dê sẵn gỗ cha rô a ca xê hoa xà quân ta nắng lá tích tê sang bồ lãng nha gia về sẵn sang nít chà vô na thi về ba ri nha ta bố cha na sư nhà tô a ni tô cha quý mô khô dê sẵn chô sang ngô cha lô a ca xê wa sa kun ta nang ya ti tê sang lu vẳng nha nha. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liệu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Đó là phổ thơ là Thường Tích Minh Châu.
kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Chaitavana Kỳ Viên Tự, đề cập đến một vị tỳ khu tên là Belattha Sisa. Vị này thường cất vật thực dư để dùng. Về sau, Đức Phật khuyên thầy không nên làm như vậy và giải thích thêm tác phong chân chánh của một vị tỳ kheo thuần thành là vị đã thoát khỏi mọi dính mắc ràng buộc của thế gian. Đối với các vị ba cõi, tá vô bá hoa, bốn loài, chá tá xô, vô ní vô, năm đường luân hồi, văn chá giá tí vô, bảy nơi nhàn cảnh, sát tá duyên, nát thí tí vô, chín cõi tịnh cư, ná hoa sát ta hoa xá, tất cả là năm đường lối tái sanh, băng chá xú, cốt tha xê xú. Các chị đã vượt qua lộ trình các chị đi không thể biết được, cũng không bày vẽ cho ai biết được, tợ như đường bay của những con chim ở trên không trung vậy. Và cảm ơn Vinh Quát Thanh Hoa đã bót bài ạ. Và con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ, sa thu lành thầy Sita chân đạo. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chế đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đồng hữu trong room và con kính tri ân đại đức tiền đạt. Cảm ơn xin nguyện hình xin chân đạo cho biết nghe rõ là con xin được kể kinh pháp cú số 90. Gạt tát thi lô vi so ca sa Vipamutasa sabbathi sabbagantha pahinasa parilaho navichati gatadito visokasa vipamutasa sabbathi sabbagantha pahinasa parilaho navichati gatatino visokasa vipamutasa sabbathi sabbagantha pahinasa parilaho navichati. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Đại đức Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Tạ mưu toan sát hại Đức Phật bằng cách xô một tảng đá to từ trên đồi cao xuống. Lúc Đức Phật đi ngang qua, may thay tảng đá va nhằm một tảng khác bể tách ra, và một mảnh nhỏ chạm vào chân Đức Phật làm Ngài bị thương. Vị lương y Chivaka điều trị băng bó vết thương cho Đức Phật tại vườn xoài của ông rồi ra đi. Sáng hôm sau, ông Chivaka đến hỏi thăm sức khỏe của Ngài có bị vết thương làm cho khó hay không. Chừng ấy Ngài mới giải thích thái độ tinh thần của người thoát tục đối với bậc lậu tận. Khi bị ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài, nhất là sự lạnh, sự nóng, thì chỉ làm cho thân khó chịu xanh lên mà thôi, nhưng sẽ không làm cho tâm của vị ấy khó chịu hết. Dạ, con xin được xuống mình. Dạ, mời bàn tay của giáo học giáo pháp, chắc học giáo pháp một chiếc máy sao. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho ông biết tín hiệu ạ. Con xin đọc câu pháp cú số 90. Gatatino viso kasa vipamutasa sappati sabbaganthappahi nassa parilaho navicchati.
Gatapthino viso kassa vipamutasa sappati sappagantappahi nasa bari rilaho na vichyati. Đức đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa Đề Quá Đát Tá mưu toan sát hại Đức Phật bằng cách xô một tảng đá to từ trên đồi cao xuống. Lúc Đức Phật đi ngang qua, may thay tảng đá va nhầm một tảng khác, bể tách ra và một mảnh nhỏ chạm vào chân Đức Phật, làm ngài vị lương y Di Quá Cá điều trị băng bó vết thương cho Đức Phật tại vườn xoài của ông rồi ra đi. Sáng hôm sau, ông Di Quá Cá đến hỏi thăm sức khỏe của ngài có bị vết thương làm cho khó chịu hay không. Chừng ấy ngài mới giải thích thái độ tinh thần của người thoát tục đối với bậc lão tặng khi bị ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài, nhất là sự lạnh, sự nóng, thì chỉ làm cho thân khó chịu xanh lên mà thôi, nhưng sẽ không làm cho tâm của vị ấy khó chịu. Dạ, con đã đọc xong. Kính cảm ơn bác Quá Thanh Á và cô Rạng Đông đã gửi bài. Dạ, sa thú, kính cảm ơn học giáo pháp. Nam Mô Bích Tha Dạ, một lần nữa còn thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Trạng Đông, cảm ơn Trạng Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn Vinh Quá Tha Ná đã cho bài học. Dạ, con chọn câu 91. Con xin được đọc câu 91. Vì chung chanh tí sát tí man tờ na ni kê tê ra man tí tê hằng sa vá bánh la lăng hít ta ô ca mô căng cha hành tí tê. Vì chung chanh tí sát tí man tờ na ni kê ra man tí tê hằng sa qua. Dạ, con sai rồi. Dạ, con xin đọc lại. Vì chung chanh tí sát tí sanh La ti man to na ni ke ke ra man ti te hang sa wa ban na lang hit ta o ka mo kang cha an ti te. Tự sắp tánh chánh niệm không thích cư xá nào, như ngẫm trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Tự sắp tánh chánh niệm không thích cư xá nào, tự ngẫm trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kệ. Vì chúng chanh ti sa ti man tơ na ni kê tê ra man ti tê hằng xa hoa ban là lặng hít to ô ca ô căng cha chanh cha hanh ti tê. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Vì chun chanh ti sa ti man tơ na ni kê tê sa man ti tê hằng xa hoa ban là lặng hê to ô ca mô căng cha hạnh ti tê. Dạ, con xin đọc duyên sự. Cảm ơn Rạng Đông. Trong một lần chuẩn bị vân du giáo hóa nơi khác, Đức Phật đã chỉ định ngài Mahakassapa trụ tại quê Lú Quá Ná Trúc Lâm để hướng dẫn cho tăng tục tại thành Rajagaha. Vài vị tăng sĩ hiểu lầm phẩm hạnh của ngài Mahakassapa, cho rằng ngài còn luyến tiếc những thí chủ, và họ hàng thân thuộc. Nghe vậy, Đức Phật giải thích rằng Mahakassapa đã cắt đứt mọi quyến luyến trong tứ vật dụng họ hàng hoặc chùa am tịnh thất. Ví như con thiên nga sau khi đáp xuống một ao hồ,
kiếm ăn no đủ rồi bay đi, không có một chút gì luyến tiếc. Nó bỏ lại tất cả chỗ này, nó bỏ lại tất cả chỗ ấy và bay lên không trung, ra đi thảnh thơi vui thú. Nam mô Bích Hà Giá. Dạ, con chọn câu 91. Lý do là con nhớ lời thích ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: tự mình sạch tấn chánh niệm, không cư xá nào như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn. Dạ, con tự phải dạy mình, đã dạy mình hoài, để khi mình có tham, có sân lên thì mình phải tự dạy mình, để mình phải bỏ đi tham sân, để mong sao sớm đắc được, bỏ dứt được phiền não và sớm đắc đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Thích Tina mới vào đạo tràng. Mời Tina. Alo, Tina có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, mời Tina nghe. Kính đảnh lễ con người ta bảo con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 92. Ye sang san ni cha yo nan thi ye pa rin ya ta phu cha na Sunya to animinto cha wim moko ye sango cha ro asa se wasukunta nang gati te sang tu ran na ya ye sang sani cha yo nan thi ye parinya ta vo cha na Sunya to animinto cha wim moko ye sango cha ro Asase wasakuna sakuta nang gatite sanduran tháp dạ. Tài sản không chấp chữa, ăn uống biết liệu tri, tự tại trong hành xử, không vô tưởng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin phép được kể. Ye sang san ni cha yo nan thi ye pa rin ya tha vo cha na chun nhan tu an ni min tu cha vim mong ko ye sang go cha lo akase wa sa ku ta nang ka ti te sang du ran na ya. Kệ pháp cũ này, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngụ tại Chê Tát Quá Ná, Kỳ Viên Tự, đề cập đến một vị tỳ khu tên là Bê Lát Thá Si Xá. Vị này thường cất vật thực như để dùng về sau. Khi Đức Phật khuyên thầy không nên làm như vậy và giải thích thêm tác phong trơn chảnh của một vị tỳ khu thuần hành, là vị đã giải thoát ra khỏi mọi dính mắc ràng buộc của thế gian. Đối với các vị ba cõi tá vô phá hoa, bổn loài chát tát xô vô ni vô, năm đường luân hồi bành chát gát ti vô, bảy nơi nhàn cảnh sát tát huynh nhà nát thí ti vô, chín cõi tịnh cư nát quá sát tà hòa xá, tất cả là năm đường lối tái sanh. Bành chát xúc khóp thà xê xuống, các vị đã vượt qua lộ trình các vị đi, không thể biết được
cũng không bày vẽ cho ai biết được, tự như đường bay của những con chim ở trên không trung vậy. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sư Thi Na. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con thay không trong đạo tràng không còn bạch mai của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ trở lại đạo tràng để cho chúng con được đúc kết mà ba câu ngày hôm nay để chúng con được học. Dạ, con một lần nữa cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt ạ. Dạ, con kính nhất mất đến sư. Dạ, sa thú, sa thú lành thai. Dạ, một lần nữa xin được tán dương cái công đức của các quý vị đã tham gia diễn đàn, cũng như là các quý vị đã tham gia ôn bài, đọc trùng tụng lại những câu kệ ngôn pháp cú mà chính Đức Phật Ngài đã thuyết giảng được ghi chép lại. Kinh trong ba câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta học hôm nay á, không biết quý vị có ấn tượng sâu sắc với câu kệ ngôn nào? Câu đầu tiên thì liên quan đến cái duyên sự, đó là khi mà Ngài bị thương thì cái vết thương nó làm cho cơ thể nó, ở trong cái từ mà chúng ta gọi là khó chịu á, ở trong Bali thì dùng cái từ là câu 90 là cái gì nhỉ? Pari Parilaho. Parilaho là nhiệt hay là khó chịu, thì được phân tách ra làm có hai là thân và tâm. Đối với vị mà không còn cái phiền não như là Đức Phật hay là các vị thánh tăng á, thì cái thân của các ngài vẫn còn xúc chạm bởi cái nóng lạnh, bởi cái thân thức thọ khổ. Tuy nhiên thì do là không có cái sự đối kháng lại cái thọ khổ đó, không có cái sự khó chịu với cái thọ khổ đó, cho nên tâm các ngài vẫn mát mẻ, vẫn bình an. Chúng ta thì còn phiền não, cho nên mỗi khi thân của mình bị xúc chạm hay là bị người khác xúc phạm thì chúng ta lại khó chịu. Quý vị biết cái lý do tại sao mà chúng ta khó chịu khi mà mình bị xúc chạm hay là xúc phạm không? Chúng ta phải hiểu cái lý do tại sao thì chúng ta mới có cái đường hướng để mà cố gắng mà dẹp trừ. Chỉ có một cái lý do duy nhất, nó không phải là cái lý do mà mình hay nghe, tức là thân này thân của mình, thân này có chủ quyền, thân này là ba mẹ sinh ra, vân vân. Cái đó là lý do về cái đạo đức thôi. Nhưng mà cái lý do gốc, cái lý do chính sâu xa, đó là chấp ngã. Cho nên cái vị tu đầu quần là cái vị mà thánh, bậc thánh đầu tiên trong bốn bậc thánh á, cái điều đầu tiên là không còn cái thân kiến,
tức là cái hiểu sai về cái ngã này. Bởi vì lúc đó nó là không còn chấp đó là cái thân này là một cái bản ngã, cái thân này là có sự tồn, cái thân này là của mình. Chính vì không còn chấp, bởi vì cái thân này khi mà phân tách ra đó, 32 thể trược phân tách ra các thành phần cấu tạo thì không có cái gì gọi là cái thân hết. Nhưng mà khi mà các cái thành đó được liên kết lại, được nối liền lại, được tổng hợp lại thì nó trở thành một cái cơ thể có hoạt động, có sinh hoạt, và chúng ta chấp đó là cái thân của mình. Chính vì cái hiểu sai này, khi mà bị xúc phạm hay xúc chạm, tự mình làm mình đau hoặc là người khác làm mình đau thì mình rất là khổ. Tuy là chúng ta chưa là những cái người dứt cái phiền não hiểu rõ bằng cái kinh nghiệm thật, nhưng chúng ta hiểu cái lý do tại sao mà chúng ta khổ, thì từ đó có những cái tình huống xảy ra mình khổ ít không, những cái bị thương tích hoặc là người khác xúc phạm về nhân phẩm của mình, động đến lòng tự trọng của mình cũng bớt khổ, bớt dậy nảy. Và có nữa đó là bị xúc phạm, xúc chạm đến tài sản, con cái, gia đình, quyến thuộc của mình cũng bớt khổ. Đó là cái lý do tại sao mà mình phải tìm con đường giải thoát. Cái khổ nó không có hết, cái khổ nó không bao giờ hết. Ngay cả Đức Phật và chư Thánh Tăng vẫn bị cái thân thức thọ khổ. Nhưng mà đối với Đạo Phật, Đức Phật Ngài tìm ra một con đường, đó là tuy rằng chịu khổ nhưng mà tâm không có khổ. Tâm không có khổ. Thì đó là một cái ý mà rất là Tịnh Đạt nghĩ rằng rất là thích hợp khi mà chúng ta va chạm với cuộc đời. Không bao giờ tránh khỏi cái khổ, không bao giờ chúng ta lánh được cái nạn, nhưng mà chủ động, mình là người có cái nhận thức thì mình sẽ chấp nhận, mình sẽ bớt cái khổ đau hơn là những người không có biết chấp nhận, không có nhìn thấu đáo. Thì đó là cái lợi ích trước mắt mà chúng ta học, chúng ta hiểu. Thì thưa quý vị, rằng hôm nay chúng ta ôn 3 câu kệ ngôn pháp cú số 90, 91 và 92 của phẩm A-la-hán. Tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với phẩm A-la-hán câu kệ ngôn số 93 liên quan đến tích truyện duyên sự của Ngài Anuruddha. Câu số 94 liên quan đến tích truyện của Ngài Mahakacchayana. Và câu số 95 liên quan đến Ngài Sariputta. Và chúng ta sẽ ôn tập 3 câu kệ ngôn liên quan đến 3 vị thánh tăng, các vị có những công hạnh rất là đặc biệt ở trong giáo pháp. Và xin nhắc lại thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập cuối tuần với 3 câu kệ ngôn số 93, 94 và 95. Mong tất cả quý vị lưu ý để chuẩn bị cho việc ôn tập tuần sau diễn ra được tốt đẹp. Và bây giờ thì xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Một lần nữa xin được kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và thành tựu những cái nguyện vọng, nguyện những cái dự định của mình ở trong năm 2022 này. Và một lần nữa xin kính chúc quý vị và xin kính chào. Xin kính mời các vị MC Bác Quá Tha Ná trở lại với diễn đàn để hồi hướng Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Sa thu lần thai. Dạ con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Dạ kính là bạch đại đức Tịnh Đạt là con tại con sắm con hồi hướng, nhưng mà con xin được hỏi vài câu về để cho đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ giảng giải cho con ạ. Tại vì trong bản kinh số 92 này con thấy đại đức viết là năm đường luân hồi Panchagatiyo. Con theo con thấy hay biết là chỉ có 6 đường luân hồi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, là 6 cõi luân hồi. Nhưng mà con nghe bản Thái, bên Thái nữa là các ngài thêm là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, người, cõi phạm thiên sắc giới và cõi phạm thiên vô sắc giới tầng 7. Đây con thấy của đại đức là có 5 đường luân hồi. Và lần thứ và một cái nữa là Sutta Vassa là địa tỉnh cư thiên. Trong con theo con biết trong trong chuyển pháp luân thì nó có chỉ có 5 cõi, 4-5 cõi rồi. Aviha, Atapa, Sutassa, Sutasi và Akanatika. Akanitaka. Dạ con chỉ xin tại vì con đang không hiểu cái câu này nên xin thỉnh đại đức từ bi hoan hỷ giảng cho con biết ạ. Nam mô Phật Thà Gia, là con cũng kính cung tên đại đức ạ. Dạ sa thú. Cái đoạn mà Tịnh Đạt có ghi trong cái phần tóm tắt đó thưa quý vị, rằng đây là cái đoạn mà Đạt tìm thấy ở trong chú giải, và để cho chắc chắn hơn đó thì Tịnh Đạt có thêm các cái câu dẫn chứng bằng Pali để có thể chắc chắn trong cái việc mà bản kinh được đề cập. Thì ở đây á, thì có cái từ đó là Tayo Pawa, là ba cõi. Ở đây nói là về dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dạ, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hay là gọi là tam giới. Bốn loài ở đây thì nói về cái cách sanh ra, nõn sanh, thai sanh, quá sanh và thấp sanh. Nõn sanh, thai sanh và thấp sanh. Còn cái năm đường luân hồi thì ở trong chú giải đây thì có đề cập đến nó là năm đường luân hồi ngũ lộ ở trong Pali thì ghi là lúc nãy bác Quách Thanh Á nói là năm đường luân hồi ở trong bản kinh Thái là như thế nào không? Không có ghi cái chỗ năm đường luân hồi chỗ này. Tại vì trong cái bản dịch tiếng Việt thì rất là khó để mà mình tìm ra. Ở trong cái bản chú giải thì có cái phân tích từ ngữ Pali, nhưng mà phải mất công cái thời gian để mà tìm á. Chỗ này chắc hẹn lại bác Quá Thanh Á rồi.
năm đường luân hồi cái chỗ này nhiều quá. Dạ không, không, cái này không phải là cái năm đường luân hồi mà về về cái địa ngục ngạ quỷ, cái đó là về cõi Tát Quá Thanh á. Địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Cái đó là sáu cõi, bốn cõi khổ và cõi vui, sáu cõi cõi khổ và cõi vui. Còn cái năm đường luân hồi này trong bản Pali thì ghi hơi bị nhiều và Tịnh Đạt cũng chưa có lọc ra lại. Có thể là xin hẹn lại ngày thứ sáu hoặc là ngày chủ nhật tuần sau sẽ trả lời cho Bác Quá Thanh Á và quý vị. Bảy cõi tịnh cư thì chúng ta biết rồi. Chín cõi tịnh cư và tất cả thứ như là ba tam giới nè, rồi bốn loài nè, rồi bảy cõi tịnh cư, bảy nhàn cảnh, chín cõi tịnh cư, 1, 2, 3, 4, 5 tam giới, bốn loài, năm đường luân hồi, bảy nơi nhàn cảnh, chín cõi tịnh cư, năm cái điều này đó thì mới gộp lại, đó là năm đường lối tái sanh. Ở trong cái bản dịch chú giải của ngài Pháp Minh á, năm cái điều này đó, điều đối với vị A La Hán thì đã vượt qua, không còn, tức là không còn tái sanh, không còn tái sanh chỗ này hay là tái sanh chỗ kia, cũng không tái sanh vào cái loài này hay là loài kia, mà sau khi các ngài viên tịch đó thì cái tâm thức nó không còn dẫn đi đến cái bất cứ một cái nơi nào hay là bất cứ một cái hình thành bất cứ một cái chúng sanh nào khác. Dạ, thì ý ở trong cái phần này đó, việc mà nói rằng A-la-hán sau khi viên tịch thì không còn có tái sanh nữa. Dạ. Tịnh Đạt sẽ soạn lại cái đoạn này cho được rõ ràng hơn, sẽ trình bày cho quý vị ở trong cái lần gặp kế tiếp. Và bây giờ thì chúng ta cũng hết thời gian rồi, tại vì cái đoạn này thì Tịnh Đạt có thấy ở trong chú giải nhưng mà chưa có thời gian để mà trình bày cho nó rõ ràng, tìm hiểu sàng lọc lại cho nó rõ ràng, thì xin hẹn lại quý vị ở kỳ sau. Dạ. Dạ, chính kính mời Bác Quá Thanh Á trả lời. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đại Đạt, Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Ông tu sắp bằng mang lang rắc hẳn tu sắp bề đề của ta sắp bằng Buddha nữ phá quê nê sá đa sá thi phô quân trụ trê. Bà quá tu sắp bằng mang lang rắc hẳn tu sắp bề đề của ta sắp bằng thăm ma nữ phá quê nê sá đa sá thi phô quân trụ trê. Bà quá tu sắp bằng mang lang rắc hẳn tu sắp bề đề của ta sắp bà sang kha nữ phá quê nê sá đa sá thi phô quân trụ trê. Tất cả phương vang con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người,
cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài cuối tuần. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm